trên du thuyền sang trọng, một hôn lễ sắp được diễn ra. Trung Miên, cô dâu xinh đẹp đang được trang điểm chuẩn bị cho đêm trọng đại của mình, nhưng điều không ngờ là chú rể Vân Khai lại không đến. Trung Miên đương lúc hoang mang con ngang, lại bị trà xanh họ Tống nói vài câu làm cô nghi ngờ người chồng tương lai của mình. Cô nhớ ra cách đây vài ngày, chính cô bị cô Tống này lừa đến gia trang của nhà họ Lục, cô ta cho cô thấy tận mắt gia cảnh giàu có của anh. Trung Miên đau đớn lòng, cho rằng Vân Khai chọn lấy cô chỉ là do chống đối người nhà, cô đau lòng đi ra bon thuyền. Lúc này sóng mạnh làm du thuyền nghiêng ngã, cô bị rớt xuống biển sâu. Nói đến Vân Khai, sáng hôm sau, anh chạy vội đến bến thuyền thì biết được tin người vợ sắp cưới mà anh yêu đã rớt xuống biển sâu. Anh đau lòng vô cùng. Mỗi một ngày qua đi, chưa bao giờ anh quên được cô, anh cho người tìm kiếm cô dưới biển, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cứ như thế, mãi đến 6 năm sau. Vân Khai vẫn như thế, là tổng giám đốc đẹp trai, soái ca, nhưng ngày càng lạnh lùng hơn, anh dù đứng kế gái sinh cũng không để cô nào đụng được vào mình, quyết định thủ thân như ngọc chờ vợ về. Năm xưa, Trung Miên cùng anh còn có con của bọn họ, Bánh Trôi Nhỏ, sau khi sinh con, họ mới quyết định làm đám cưới. Nhưng sự việc đau lòng đó đã xảy ra, cô biến mất 6 năm, cậu bé bây giờ cũng đã hơn 6 tuổi. Vân Khai ôm con trai đang ngủ, nhìn thấy cô gái giống vợ mình như đúc, nhưng cô gái này lại là nhà thiết kế thời trang Helsinki nổi tiếng. Điều làm không nhưng anh bất ngờ ngay cả cô Tống xấu xa kia cũng không ngờ đến. Cô Tống kia tức giận vì Helsinki này có khuôn mặt giống với vợ của Vân Khai nên không ngừng không tôn trọng, nhưng thân phận Helsinki làm cô ta phải câm nín, tức giận một phen. Vân Khai xuất hiện đến chào Helsinki, nhận thấy giọng nói không giống người vợ của mình. Ngay cả phong thái cũng khác hoàn toàn với Châu Miên của anh, ngay cả về việc bàn tay bị thương năm xưa của Châu Miên, cô cũng không có. Anh nhờ con trai mình đến gặp cô, cậu bé vừa nhìn cô đã ôm chầm cô nhận làm mẹ, giả vờ dây vòng tay bị đứt để cô nhặt lên. Nhưng không như anh muốn, cô lấy từng viên một vô cùng thuần thục, nào giống như người bị tổn thương gân tay. Nhưng anh đâu biết rằng, cô vừa nhặt những hạt châu vừa âm thầm xin lỗi Bánh Trôi Nhỏ, vì hiện giờ cô không thể nhận lại cậu bé, không thể dùng thân phận người mẹ mà ôm cậu bé. Anh còn nhớ Châu Miên của anh từng nói không thích thiết kế thời trang, chỉ thích thiết kế trò chơi. Anh đau lòng vì niềm hy vọng tìm thấy cô lại dập tắt. Bạn anh khuyên anh nên dừng lại việc tìm kiếm cô, nhưng dù nói thế nào anh cũng không buông tay, anh nhất định phải tìm thấy cô vợ ngoan xinh yêu của mình. Anh nhờ bạn mình để ý Đồng Vãn, người bạn thân thiết của Châu Miên, cô ấy sẽ là người đầu tiên Châu Miên trở về là gặp đầu tiên. Vân Khai tiễn Helsinki về, về đến nơi ở nhưng cô lại không ở trong, mà lại quay ra gặp người bạn Mạch khác. Cô nói rõ ý định của mình nhất định phải vào được công ty của Vân Khai để làm rõ một số chuyện, hai người trò chuyện trên xe, không ngờ đã bị thám tử chụp hình lại. Ngày chủ nhật cũng không yên, cô Tống tìm cách đến tận nhà thăm Vân Khai, làm như nhà mình, dọn dẹp đồ chơi, còn vào cả phòng của anh. Cô ta ganh tị mà lật úp cả tấm hình của Châu Miên, còn muốn vứt luôn hộp đựng tóc của vợ anh, cũng may anh xuất hiện đuổi cô ta ra ngoài cho cô ta chừa cái tật ảo tưởng xấu xa với anh. Những sợi tóc với Châu Miên vô cùng quý giá, dù là những sợi tóc dụng cô cũng không hề bỏ đi, đều cất giữ lại, còn đặt tên cho mỗi sợi tóc để làm kỷ niệm. Từng hình ảnh hai người hạnh phúc ùa về, ngày ấy hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ anh đau khổ bấy nhiêu. Vân Khai hẹn Helsinki ra ngoài, trả áo lại cho cô ấy, anh nhìn cô lại nhớ đến vợ mình, anh vẫn còn nghi ngờ vì anh cảm giác cô chính là Châu Miên của anh. Helsinki tự tiến cử mình với anh, muốn được làm giám đốc truyền thông cho công ty Ngô Tâm của anh không nghĩ ngợi quá nhiều liền đồng ý. Bạn của anh luôn miệng khuyên anh nên buông tay, nhưng anh nhất định không nghe, bạn anh còn bày trò tặng bảng trinh tiết cho anh nhằm châm biếm. Nhưng anh ta không ngờ Vân Khai còn quyết định đem bảng này về treo trong phòng ngủ của mình làm bạn anh tức nói không nên lời. Helsinki quyết định đến gặp ông Lý bàn chuyện hợp tác với thân phận đại diện cho Ngô Tâm, cô dùng những mưu mô của mình làm ông Lý dù không muốn vẫn phải ngồi nghe cô bàn chuyện hợp tác. Vân Khai biết được cô đi bàn hợp tác với ông Lý, muốn giúp đỡ cô nên về nhà dắt theo Bánh Trôi Nhỏ đến gặp cô. Helsinki gặp ông Lý xong, kết quả vẫn là bị đuổi ra ngoài, xem như cũng chưa thành công. Lúc ra về, Bánh Trôi Nhỏ lại chạy đến gặp cô, luôn miệng gọi cô là Miên Miên, còn gửi thiệp mời sinh nhật mời cô đến sinh nhật cậu bé. Cậu bé vô cùng đáng yêu làm cô nỡ nào từ chối, cô muốn đền bù những gì trong 6 năm qua, cô muốn gần cậu bé hơn. Vân Khai mời cô đến nhà cũng vì muốn quan sát cô nhiều hơn, nhận được những tấm hình thám tử gửi đến anh nghi ngờ mối quan hệ mập mờ giữa cô và Mạc khác. Hôm nay là ngày đầu tiên, Helsinki đến làm việc tại Ngô Tâm, ông Lý đã bị cô thuyết phục nên quyết định đến gặp cô bàn bạc hợp tác. Vân Khai ban đêm tăng ca ở công ty vô tình thấy Helsinki còn làm việc, anh nhớ lại năm xưa, Châu Miên của anh là người vô cùng sợ bóng tối, sợ ban đêm ở một mình, là người cực kỳ nhát ma. Anh bèn thử Helsinki, cùng cô rời khỏi công ty, còn không ngừng kể chuyện ma. Cô gồng mình cho anh thấy mình không phải Châu Miên, nào ngờ, có âm thanh ma mị vang lên, làm cô không giữ nổi hình tượng đi như bay rời khỏi, còn muốn níu kéo tay anh cho đỡ sợ. Đồng Vãn nhận được tin nhắn ám hiệu của Châu Miên gửi cho mình, cô vui mừng chạy đến nơi hẹn, bỏ luôn xếp mình giữa đồng trống. Hai người, chị em thân thiết đã bao năm, vì sự mất tích của Châu Miên mà xa cách, bây giờ khi gặp lại,
nghẹn ngào không nói thành lời. Đồng Vãn gặp lại cô em gái thân thiết, trách cô sao không liên lạc với mình. Châu Miên hết cách, đành xin lỗi cô ấy, kể cho cô ấy chuyện năm xưa ba cô bị vu oan và nhà máy bị cháy, tất cả đều có người đứng đằng sau. Nhưng mọi chuyện hiện tại lại liên quan đến Vân Khai, nên cô càng phải quay về tiếp cận Vân Khai với thân phận heo sinh để tìm bằng được manh mối. Cô kể cho bạn mình nghe về Mạch Khác, chính là người bạn cứu cô từ cõi chết, còn luôn ở bên động viên giúp cô vượt qua những khó khăn, giúp cô quay trở về để có cơ hội tìm hiểu chuyện năm xưa. Đồng Vãn hôm sau đến công ty, mới nhớ đến sếp Giang Phi bị mình bỏ giữa đường hôm qua. Cô tưởng anh đuổi việc mình, nên thôi không nói đã nói thì nói cho tới, cô trút hết mọi bực dọc bao năm qua. Nhưng anh nào có ý đuổi cô, chỉ đốc thúc cô làm việc, nhưng vì cô biết nhận lỗi, anh chỉ trừ một tháng lương. Cô tự nhẩm với bản thân biết vậy đã không nhắc đến chuyện bỏ rơi sếp rồi. Ngày sinh nhật của bánh trôi nhỏ đã đến, Châu Miên đến nhà Vân Khai, bánh trôi nhỏ thấy cô đã vui mừng tíu tít, nói toàn những câu đáng yêu làm hai người lớn cũng giảm bớt ngại ngùng. Yên ấm chút xíu cũng không được, cô Tống cũng đến nhà còn mang cả bánh kem, cứ đi theo Châu Miên hòng muốn lấy lòng bánh trôi nhỏ. Cô ta diễn thì giỏi chứ thật lòng không có bao nhiêu, còn làm hư đồ chơi. Bánh trôi nhỏ cố tình nói đó là món đồ của mẹ làm cô ta sợ Vân Khai sẽ la mắng mình, vội vàng xin lỗi cậu bé. Châu Miên nhìn cô ta ngốc ngốc mà xin lỗi, đành lừa cô ta đi ra ngoài lấy đồ quét dọn làm cô ta tức xỉu. Châu Miên an ủi bánh bao nhỏ, nhưng cậu bé lại an ủi ngược lại cô, bảo mình chỉ hù dọa cô Tống, vì ba cậu bé đã mua gần 500 cái, nên không sợ hư nữa. Đây cũng chính là thiết kế của cô năm đó, thì ra trong thời gian cô mất tích đã được phê duyệt và sản xuất. Châu Miên và bánh trôi nhỏ rủ dê cô Tống chơi trốn tìm, hai người trốn vào tủ quần áo, nhưng Vân Khai lại tìm thấy hai người họ, cậu bé vui chơi mà ngủ quên mất, còn cô được anh đỡ ra. Vô tình đụng chúng đồ chơi kêu lên tiếng làm hai người hoảng hồn sợ cậu bé thức giấc, cùng nhau giữ lại, vì thế mà tay hai người lại có dịp đụng nhau, tình yêu màu hồng bắn tứ phía. Châu Miên lừa Vân Khai để đến được thư phòng của anh, nhưng cô cao tay hơn anh, phát hiện là camera quan sát, đành dè chừng mà không làm gì, cũng làm anh không phát hiện được gì. Hai người quên luôn cô Tống đang chơi trò trốn tìm đi tìm người khắp nơi. Cô ta tức giận đến mức vào bàn cơm cũng không cho cô khuôn mặt dễ chịu. Nhưng cô ta làm gì được Châu Miên, bị Châu Miên chọc tức đành tức giận mà ăn cơm, trong lòng thầm hứa sẽ cho cô đẹp mặt. Cô Tống biết Châu Miên đã từng lớn tiếng khẳng định sẽ mời được streamer nổi tiếng nhất Mộ Đồ Viễn, cô Tống này không tin cô mời được người nổi tiếng như thế nên đòi đến Ngô Tâm cổ vũ để cười cô. Nhưng cô ta đâu ngờ streamer này cũng chính là Châu Miên, cô ta tức nói không nên lời, còn nhìn thấy Vân Khai và Châu Miên liếc mắt đưa tình, chỉ biết đau lòng bỏ đi. Mục đích Vân Khai mở công ty Ngô Tâm chính là để tìm cô, anh mặc kệ Giang Phi khuyên ngăn, anh vẫn muốn tin cảm giác của mình một lần. Anh nghe được nhân viên công ty không yêu thích Châu Miên nên muốn tổ chức team building để mọi người được gần nhau hơn. Nhân viên vừa nghe team building là trong lòng khóc ra cả lít nước mắt, nhưng nào ngờ Châu Miên nói lên tiếng lòng dùm mọi người. Tổ chức vào ngày làm việc, làm ai nấy vô cùng vui mừng, chỉ có chị Lâm tức giận ganh tị không thôi. Vân Khai nghe tin không những không trách phạt còn khen ngợi Châu Miên, nhận thấy chị Lâm này hách dịch quá đáng rồi. Đồng Vãn giúp Châu Miên điều tra Giang Phi, vì anh ấy là anh em họ cũng là bạn của Vân Khai, nhưng đương mò máy tính thì bị Giang Phi phát hiện. Đồng Vãn nhận thấy mình bị phát hiện, trong đầu nhảy số liền lấy lý do giúp anh ấy chỉnh lại bàn phím, thoát được một kiếp nạn. Giang Phi cùng Đồng Vãn ra ngoài dùng cà phê, lại được phục vụ đưa đến bánh kem hình trái tim, vậy mà Giang Phi lại nhìn ra cái mông, làm Đồng Vãn cũng cạn lời. Cả công ty bắt đầu đi team building, trợ lý của anh lại bày trò sắp xếp phòng anh đối diện phòng cô, khuyên anh cố gắng lên phải theo đuổi cô bằng được. Cô sắp xếp trợ lý của mình vào phòng anh điều tra, trong khi cô dụ anh rời đi. Hai người đi giữa chừng lại thấy nhân viên nam nói xấu và coi thường các nhân viên nữ. Châu Miên tức giận cho hai người họ ăn hai ly nước, dạy dỗ một trận. Vân Khai nhận ra một góc khác của con người cô, hai người nói chuyện, anh lại muốn rời đi, việc chưa xong. Cô làm sao tha cho anh, thế là lại dụ hoặc anh đi chơi với mình, câu giờ cho trợ lý tìm đồ trong phòng anh. Hai người đến công viên trò chơi, cùng nhau đi đu quay, anh còn ga lăng lấy áo mình che cho cô đỡ lạnh. Trời không phụ lòng anh, thế mà lại đổ mưa, hai người cùng mắc kẹt trên cao, sóng điện thoại cũng không có, hai người mắc kẹt trên cao cùng nhau. Anh tâm sự với cô về người vợ Châu Miên của mình. Anh thừa nhận với cô tất cả những gì của cô đều trái ngược với vợ anh, nhưng anh không thể nào khống chế bản thân xem hai người là một. Trong lúc tâm sự, anh tâm sự về vợ mình và muốn hôn cô, suýt chút nữa đã siêu lòng, nhưng cô còn đủ tỉnh táo để cảnh tỉnh anh. Anh lúc này nhận ra mình nhận lầm, anh xin lỗi cô. Do ở trên cao quá lâu, gió lạnh, cô không chịu nổi mà ngất đi. Anh phá khóa cửa để kêu gọi trợ giúp, dù tay chảy máu anh cũng không hề để ý. Anh đưa cô vào viện bế cô lên giường, tận tâm chăm sóc, làm cô vợ giường kế bên ganh tị xỉu lên xỉu xuống. Lần này vào viện, anh phát hiện nhóm máu, bệnh lý đến cả vết sẹo mổ đẻ đều trùng khớp với Châu Miên, anh vui mừng vì đã tìm được cô. Khi anh và Giang Phi trở về phòng bệnh lại thấy Mạch Khác đến thăm cô.
Đồng Vãn nghe được Giang Phi nói về xét nghiệm ADN, biết có liên quan đến Châu Miên, nên liền gọi cô ấy để thông báo nghi ngờ của Văn Khai. Cùng lúc đó, Châu Miên cũng phát hiện Văn Khai có được báo cáo sức khỏe của mình. Ngày hôm đi đu quay, Văn Khai đã khổ sở vô cùng mới đưa được cô đến bệnh viện, nhưng anh giấu cô, chỉ bảo liên lạc được cứu viện bằng điện thoại. Lần này, trợ lý của cô cũng không tìm được bất cứ manh mối nào từ anh, cô biết không thể trốn tránh, cố tình làm bản thân bị đứt tay cho máu chảy ra. Lấy máu giả để anh cầm đi xét nghiệm, chứng thực cô và bánh trôi nhỏ không liên quan, như vậy cô mới có thể tiếp tục điều tra. Cô Tống Nhược Chiêu kia lại đến gặp cô ta không ngừng dùng lời lẽ làm Châu Miên tức giận, Vân Khai xuất hiện giải vây cho cô. Cô mừng rỡ thoát nạn, nhưng vừa đi ra vô tình gặp được bạn học đại học, Trình Thiện. Nhưng Châu Miên chỉ có thể dùng thân phận heo sinh để gặp cô ấy, dù cô ấy muốn tìm hiểu cô cũng không thể để cô ấy có cơ hội. Văn Khai cầm được tờ giấy báo cáo kết quả xét nghiệm ADN, anh đau lòng mà khóc, tìm rượu để quên đi nỗi buồn. Anh lên livestream của cô, tặng quà cho cô, dường như chỉ như thế mới giúp anh có niềm hy vọng một chút. Đồng Vãn đến gặp Châu Miên nói chuyện phiếm, nào ngờ Văn Khai cũng đến, còn trong trạng thái say mềm, không nhận ra ai. Châu Miên biết anh say mềm sẽ thế nào nên cũng yên tâm anh không phát hiện ra Đồng Vãn. Văn Khai ôm lấy cô vừa than thở vừa khóc, dùng bao lời lẽ như đứa con nít mà nhõng nhẽo với cô. Tỏ vẻ dễ thương để được yêu yêu đây mà. Cô thừa biết mỗi khi say rượu anh sẽ thành bộ dạng này. Cô đi đâu liền đi theo đó, dính như kẹo cao su, không rời cô nửa bước. Châu Miên và Đồng Vãn bất lực với anh, hai người đều nghe anh nói lời xin lỗi với mình. Cô không biết có trách lầm anh không, nhưng điều cô biết không thể để anh ở đây, hai người đành dìu anh về nhà anh. Cô nghĩ mình đã dùng máu giả, mọi thứ đều không có sơ hở, lẽ ra anh không nên say rượu và chắc chắn cô quay về như thế chứ. Nhưng cô sai rồi, anh đã lấy sợi tóc dụng từ chỗ cô ngồi để xét nghiệm ADN, kết quả cô và bánh trôi nhỏ là mẹ con. Cô về nhà, anh tiếp tục quay lại nhà cô, còn dùng miếng nhựa làm nhẫn mà mang vào ngón tay cho cô, làm cô nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Cô hết cách đưa anh vào nhà, lau đầu cho anh, cô mắng anh. Biết anh không nhớ nhưng vẫn hỏi anh có phải năm đó anh kết hôn với cô vì chống đối người nhà hay không, có phải xưởng nhà cô do anh cho người phá dỡ hay không. Cô đuổi anh đi, nhưng đuổi thế nào cũng không đi, anh cứ xoay xung quanh cô đành gọi Giang Phi để đưa anh về nhà. Sáng hôm sau, y như rằng anh không nhớ gì cả, nhưng việc anh tặng quá nhiều quà trên livestream cho Châu Miên trên mạng làm anh bị mang tiếng xấu, cũng ảnh hưởng không ít đến công ty. Châu Miên phải ra mặt giúp anh giải quyết tình hình. Văn Khai sáng ra tỉnh rượu, anh nhớ ngày xưa từng nghe con trai mình nói đã thấy mẹ Miên Miên ở tiệm hoa. Miệng anh thì nói không cho con trai trốn khỏi trường đi kiếm mẹ, nhưng anh lại cầm bó hoa đến tiệm hoa đó cầu may. Còn giờ đây cô đã quay về, cuối cùng anh cũng chờ được cô. Ô u công ty, trợ lý Ngạn Tổ lại lỡ miệng nói cho Châu Miên nghe về kế hoạch theo đuổi cô vì câu nói với vợ, trợ lý sợ Châu Miên hiểu nhầm nên gọi điện cho sếp thú tội. Văn Khai vừa nghe cũng xem như không có chuyện gì lớn, vì hai người heo sinh bây giờ và Châu Miên khi xưa chẳng phải là một hay sao. Xem như không phải bắt đầu một mối nhân duyên cũng là viết tiếp đoạn nhân duyên khi trước. Đồng Vãn theo lời Châu Miên cố gắng tìm hiểu để ý nhất cử nhất động của Giang Phi, nhưng cũng vì vậy mà anh ấy lại hiểu lầm Đồng Vãn thích mình. Vừa nghe cô muốn từ chức cùng với những bó hoa đại diện công ty khác tặng, anh ấy đã tưởng tượng đủ thứ trong đầu. Mạch Khác đến nhà thăm Châu Miên, anh ta muốn thăm dò kế hoạch của bọn họ đã tiến triển đến đâu. Châu Miên không nghĩ ngợi mà trả lời ngay thuận lợi, duy chỉ có chuyện của Văn Khai và cô là không như kế hoạch, cô lại nhớ đến anh rồi. Trình Thiện, bạn thời đại học của Châu Miên đến công ty Ngô Tâm. Cô ta vô tình nghe được Văn Khai nói chuyện với Giang Phi về thân phận của heo sinh chính là Châu Miên. Cô ta hoảng hốt bỏ chạy, lại gặp Châu Miên. Cô ta cố tình mở lời cùng Châu Miên đi ăn, kể cô nghe về câu chuyện năm xưa cô ta cùng bạn tốt mình cùng học cùng đi làm thế nào. Văn Khai đưa clip bánh chối nhỏ xin cô đến cùng ba con họ tham gia hoạt động gia đình của trường. Châu Miên không biết anh định giở trò gì nhưng vì bánh chối nhỏ cô không thể không đi. Văn Khai còn mang cả bánh sinh nhật chúc mừng sinh nhật cho cô, xin cô tha thứ, nhưng cô còn nút thắt chưa gỡ, cô không thể nào trả lời anh được. Nhưng cũng từ ngày cô luôn cho anh ăn bơ, tránh được là tránh. Văn Khai đến gặp Giang Phi để tâm sự, nào ngờ ông anh này hôm nay còn có vấn đề hơn mình. Anh ấy không còn sai bảo Đồng Vãn như trước, trước đây dù trời tối, đêm khuya hay hết giờ làm, anh ấy cũng réo Đồng Vãn cho bằng được, còn bây giờ, anh ấy lại không nỡ sai bảo. Công ty mở cuộc họp quan trọng, khi Châu Miên đến đã thấy không khí lạnh như tờ, vì kế hoạch của nhóm bọn họ đã giống với của bên hợp tác. Thậm chí giống đến cả ý tưởng, trong khi bây giờ tất cả các bước đã vào giai đoạn thực hiện, ai nấy đều bất mãn với Châu Miên vì không chịu nộp kế hoạch sớm, để cho công ty khác có cơ hội lấy cắp ý tưởng. Giang Phi đến công trường để tìm Đồng Vãn, anh ấy cố tình đến tìm cô để mời cô đi ăn, hai người khi về lại thấy một cậu bé bị mẹ vừa mắng vừa đánh. Giang Phi tái phát bệnh, xin cô cản người mẹ kia đừng đánh con nữa. Đồng Vãn khuyên nhủ cậu bé, Giang Phi bây giờ nhìn cô bằng cặp mắt khác, xung quanh cô như tỏa một thứ hào quang lung linh sáng chói.
Bên công ty Nguyên Chân muốn kéo Châu Miên về làm việc, vô tình Văn Khai cũng thấy, anh ngồi chờ đến khi cô xong việc. Nhưng bên Nguyên Chân vừa đi thì Mạch Khác lại đến, Văn Khai tận mắt nhìn thấy Mạch Khác lại uống ly nước của cô. Anh sững sờ đến kinh ngạc, nhưng anh đã quyết định rồi, dù cô chọn lựa ở hay đi, anh đều ủng hộ và chúc cô hạnh phúc. Chuyện lộ kế hoạch, Châu Miên nghi ngờ Tống Nhược Chiêu, chính cô cũng nhận ra Văn Khai luôn không muốn cô tiếp xúc với cô ta. Cô nghi ngờ vì trước đây cũng vì những lời nói của cô ta làm cô đau khổ mà rơi xuống biển. Văn Khai không muốn cô hiểu lầm, cũng không muốn cô chối bỏ tên Châu Miên, anh thú nhận mình đã biết cô chính là người mình yêu. Còn không quên giải thích về việc trà xanh Tống Nhược Chiêu kia, chẳng qua chỉ vì anh không muốn cô không vui. Trợ lý báo cho Châu Miên chuyện điều tra được, mảnh đất xưởng kinh doanh đồ chơi trước đây của ba cô mặc dù hiện tại đứng tên của Văn Khai, nhưng lại không liên quan gì đến anh, nhân viên cũng chưa bao giờ gặp hay biết anh, có thể cô đã hiểu lầm anh rồi. Ngay cả việc điều tra phòng anh, trợ lý cũng báo lại cô điện thoại của anh hoàn toàn không có thông tin họ cần kiếm, mà chỉ toàn hình ảnh và những tin nhắn trò chuyện của cô trước đây, cũng đã 6 năm, những có lẽ anh chưa bao giờ quên cô. Ngày công ty tổ chức sự kiện, cũng may trà xanh kia bị say sóng còn say xe, nên ngất lên ngất xuống, không hơi sức mà làm phiền hai người họ. Cô cảm động trước những đứa trẻ không may mắn, cô cảm ơn anh đã tạo điều kiện để giúp những đứa trẻ ấy được vui vẻ. Văn Khai tâm sự với cô nhờ những đứa trẻ ấy anh mới biết được thực ra vui vẻ là điều rất đơn giản, chỉ cần bên người quan trọng trong đời mình thì từng giây từng phút đều vui vẻ và quý giá. Hai người tâm sự một hồi cũng phải quay lại bữa tiệc, nhưng cô không muốn vào những bữa tiệc vô vị nên từ chối vào cùng. Cô ra ngoài hít thở uống rượu một mình, nhưng trời không chiều lòng người, lại gặp được cô Tống tiểu thư kia. Châu Miên chỉ cần bẫy vài câu, cô Tống kia đã thừa nhận mình lấy cắp bản kế hoạch của công ty. Cô Tống biết mình bị lừa lại muốn đánh cô, Văn Khai xuất hiện kịp thời, anh hùng cứu mỹ nhân, bảo vệ cô, không ngừng che chở cô. Tống tiểu thư này vẫn chưa biết heo sinh chính là Châu Miên, nên ganh tị hẳn hoi với cô. Văn Khai không công khai thân phận cô, chỉ công khai bảo vệ cô, dù cô ta nói thế nào, anh cũng đứng về heo sinh cũng như là Châu Miên. Trợ lý Ngạn Tổ bày trò để nhờ vả Châu Miên cho Văn Khai về cùng. Nhưng đi được nửa đường, lại bị phóng viên bao vây. Văn Khai không nghĩ ngợi liền bảo cho cô toàn quyền trả lời, anh sẽ chống lưng cho cô. Có được câu nói của anh, cô cầu còn không được, cô tự tin mà đứng trước báo giới giải thích cho sự việc vừa qua. Cứu công ty trước sự săn đón của báo giới, còn cho bên ngoài thấy được mục tiêu và cách thức tuyển dụng vô cùng xem trọng nhân viên. Châu Miên lên xe, mệt mỏi mà ngủ gục, Văn Khai sợ cô bị đụng đầu bèn ôm lấy cô, cho cô dựa vào vai mình, vì cô đụng đau anh lại đau lòng. Chị Lâm nhận ra được năng lực và khả năng của Châu Miên, chị ta xin lỗi và hứa sẽ giúp cô, sẽ làm việc thật tốt, làm đồng nghiệp hợp tác tốt với cô. Đêm tối tăng ca muộn, cô ở lại công ty lại vô tình gặp Văn Khai cũng chưa về. Mặc kệ Văn Khai ngăn cản, nhưng cô vẫn quyết gặp Trình Thiện, nói cô ấy cô đã biết cô ấy thân với Tống Nhược Chiêu. Trình Thiện biết không thể giấu, thôi thì cứ khẳng khái mà nhận, cô ấy thực ra không yêu thương bạn tốt như Châu Miên nghĩ. Cô ấy trách cô nhẫn tâm vứt bỏ cô ấy, vì tình yêu vì gia đình mà bỏ rơi cô ấy, bỏ đi ước mơ cùng vẽ bản thiết kế cùng với cô ấy. Châu Miên bị bạn thân mình trách mắng, trách cô vì Văn Khai mà bỏ cô ấy. Châu Miên đau lòng, không phải cô muốn bỏ rơi, chỉ vì tay cô bị thương không thể vẽ, nên cô mới nói dối với cô ấy kết hôn sinh con nên sẽ nghỉ việc. Vì vậy mà cô ấy cho rằng cô bỏ rơi cô ấy. Văn Khai an ủi cô, đưa cô đến quán ăn cũ xưa kia, nói chuyện một hồi lại nhắc về chuyện trước đây. Anh tự nhận bản thân mình năm xưa còn trẻ không biết cách yêu một người có lúc cho rằng bản thân mình luôn đúng, luôn phải bảo vệ người khác, nên mới giấu cô chuyện gia đình, không nói rõ mọi chuyện với cô. Anh kể cô nghe, đêm diễn ra đám cưới, không phải anh không muốn đi mà ba mẹ anh dụ dỗ anh về nhà, sử dụng thuốc mê sau đó nhốt anh trong phòng không cho anh đến với cô. Châu Miên nghe anh kể nhưng chỉ thể cười tự giễu có vẻ không tin. Văn Khai tâm sự nỗi lòng mình, nói rõ với cô ba mẹ anh trước đây đã không đồng ý đám cưới của họ, khi anh thoát ra được đến nơi thì anh lại nghe tin cô rớt xuống biển. Ngày nào anh cũng cho người lặn kiếm tìm cô. Châu Miên trách anh vì sao lại rời bỏ cô, vì sao cô tin anh đến thế, anh lại đối xử với cô như vậy. Văn Khai lo sợ cô rời bỏ mình một lần nữa, anh hứa với cô yêu cô suốt đời, nhưng bây giờ chứ không phải 6 năm trước, cô kiên quyết không tin anh nữa. Nói thì mạnh miệng, nhưng làm sao cô không dao động, cả đêm không ngủ được cũng chỉ vì tên đàn ông kia. Đánh răng cũng nhớ đến lời anh nói, rửa mặt cũng nghĩ đến từng câu anh hứa, đúng là tức chết cô mà. Sáng đi làm không bắt được xe còn bị những tên đàn ông lạ mặt vây lấy không cho đi. Châu Miên biết do cô Tống kia cho người đến hù dọa cô. Cô chỉ cần nói Văn Khai đến, cô Tống kia đã sợ hãi bỏ chạy, kéo theo đám người kia bỏ đi. Cô hù thôi nhưng Văn Khai có mặt thật, anh ôm chầm lấy cô sợ cô lại xảy ra chuyện rồi biến mất trước mặt anh. Mạch Khác cố tình đến tìm cô, nhắc chừng cô không được tiếp xúc với Văn Khai, nói xấu anh đủ điều. Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện năm xưa, để cô đừng quên đi kế hoạch của bọn họ, kéo trái tim cô ra xa Văn Khai, càng xa càng tốt.
Châu Miên giờ đây chỉ cảm thấy rất bất công cho Vân Khai. Cô bênh anh cho rằng Mạc Khác hiểu lầm anh, nhưng anh ta lại nhất định là Vân Khai không có ý tốt với cô. Giang Phi vô tình thấy Đồng Vãn nói chuyện với Châu Miên, anh ấy về hỏi thẳng Đồng Vãn có phải việc nghỉ việc có liên quan đến Châu Miên không. Cô giải thích anh lại không nghe, anh tặng cô chậu cây mà chỉ nói được một câu mong cô tiếp tục làm việc. Ở sự kiện thời trang, Châu Miên cùng trợ lý mình đến tham dự lại gặp được tiểu thư Tống. Châu Miên lợi dụng cô ta để gặp được ông nội cô ta, là người có tiếng tăm trong nghề. Cô cũng vô tình mà biết được Tống Nhược Nhiên cũng luôn cầu được yêu thương, cô ta không thích cô chung quy cũng vì ganh tị mà ra. Văn Khai xuất hiện ở sự kiện tặng hoa cho Châu Miên, Tống Nhược Nhiên nhớ lại năm xưa cô ta cố tình gọi điện cho Văn Khai đòi hoa nhân ngày sinh nhật. Nhưng đổi lại anh chỉ cho cô một câu chúc mừng lạnh lùng và sự hờ hững vô tâm. Thì ra không phải anh không biết lãng mạn, không biết tặng hoa, chỉ là cô không phải người anh yêu mà thôi. Giang Phi muốn biết lý do Đồng Vãn muốn nghỉ việc nên cố tình đi theo cô. Nào ngờ cô đưa anh đến gặp một cậu bé hoàn cảnh khó khăn, tức cảnh sinh tình. Anh kể cô nghe câu chuyện của chính anh năm xưa, từng bị mẹ ruột bạo lực tinh thần và thể xác, điều đó làm nên chứng bệnh của anh bây giờ. Đồng Vãn cảm động, đến bên nắm tay anh an ủi động viên anh. Nào ngờ anh lại xem cô như mẹ, còn muốn gả cô cho ba anh, đúng là tâm lý biến thái. Cô tức giận bỏ về, vậy mà anh còn không biết mình gây nên lỗi lầm gì. Đồng Vãn bị ám ảnh tinh thần đến nằm mơ cũng thấy mình là mẹ kế của Giang Phi, sợ hãi mà tỉnh dậy. Văn Khai công khai theo đuổi lại Châu Miên, cứ dính lấy cô không muốn rời, ngay cả khi cô livestream cũng ngồi mà nhìn mà chờ cô. Trên live, khán giả chê thì anh tức giận đòi để nhân viên hậu cần mình xử lý họ, nhưng đến khi có người khen còn gọi cô là vợ, thì bình giấm chua của anh lại bốc mùi, anh quên mất đang live mà mở miệng mắng người, Châu Miên xấu hổ muốn độn thổ. Tống Nhược Nhiên đến tìm Châu Miên, nói rõ chuyện du thuyền năm xưa, chính là do bạn cô Trình Thiên đưa thư mời cho cô ấy lên du thuyền. Còn chuyện ba mẹ anh ngăn cấm cũng là thật, mách cha mẹ cũng chính là do Nhược Nhiên báo lại. Cô ta nói cho cô nghe tất cả, bây giờ Châu Miên mới tin tưởng vào tình cảm của Văn Khai, cô hối hận vì đã không tin anh. Ngày hội tụ hợp streamer đã đến, Châu Miên với thân phận là Nhật Mộ Đồ Viễn cũng đến tham dự, cô lộng lẫy kiêu sa ai cũng phải ngước nhìn. Hôm nay cũng là một cơ hội tốt cho cô công khai thân phận thật sự của mình là streamer, còn Heo Sinh chính là cô trợ lý của cô. Hai người xem như thân phận ai trả về người đó. Cũng chính lúc này, Văn Khai xuất hiện, nắm tay cô, khẳng định trước mọi người về mối quan hệ của họ và công khai bảo vệ cô. Mặc Khác nhìn từ xa thấy hai người bên nhau thì vô cùng ghen tức, khuôn mặt anh ta đầy gian ác muốn mưu hại Văn Khai. Việc trợ lý của cô xuất hiện cũng nhờ Văn Khai, vì anh vô tình nghe được một streamer khác vì ganh tị mà mua chuộc phóng viên truyền chuyện xấu của Heo Sinh còn đổ tội cho cô. Anh hết cách đành nhờ Heo Sinh, thật ra chuyện lần này thú nhận thân phận trước mặt mọi người xem như cũng có lợi cho hai người. Châu Miêu lần này mới hỏi thật anh một lần nữa anh có liên quan đến chuyện nhà máy và mất tích của ba cô. Anh thề với trời đất anh không hề liên quan cũng không biết gì cả. Cô tin tưởng anh, chủ động đến gần và hôn anh sau từng ấy năm xa nhau. Mỡ đến miệng mèo, anh làm sao tha cho cô, thế là đưa ngay cô về nhà, điên cuồng xác nhận lại chủ quyền trên giường lần nữa để cô không thể chạy trốn khỏi anh. Hai người mặn nồng điên cuồng đến mức suýt bị bánh trôi nhỏ phát hiện. Hai người quấn quýt lấy nhau đến quên trời quên đất, cô eo mỏi lưng đau, ngủ đến không dậy nổi. Nhưng còn anh sáng ra đã nước mắt rưng rưng nhìn cô, anh sờ má cô, chỉ sợ đây là mơ, cuối cùng Châu Miên của anh đã về lại bên anh rồi. Anh không biết xấu hổ còn để bảng trinh tiết, ai lấy phải chịu trách nhiệm trong phòng, đến khi cô nhìn thấy chỉ biết buồn cười lấy khăn che lại. Văn Khai sáng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cùng bánh trôi nhỏ chờ người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà thức dậy. Cô đi ra đã thấy một lớn một nhỏ chờ mình, muốn bế con cũng không bế nổi, chỉ có thể nhìn anh trách móc. Bánh trôi nhỏ vừa nghe mẹ về sống chung với hai ba con đã vui đến mức quay cuồng, cô xin lỗi con trai vì suốt ngần ấy năm không lớn lên cùng con. Văn Khai tình yêu đầy đủ, khuôn mặt sáng láng vui vẻ đến gặp anh họ Giang Phi, cố tình chọc ghẹo ông anh mình. Giang Phi nhìn bộ dạng tình xuân phơi phới của Văn Khang đã muốn đánh đòn. Mạch Khác hẹn gặp Châu Miên, cô cảm ơn anh ta ngần ấy năm đã làm một người bạn tốt, còn cứu cô từ biển lên. Nhưng bây giờ anh ta lại làm những chuyện hại đến Văn Khai, hại đến cô không thể tiếp tục làm bạn với anh ta được nữa. Mạch Khác ghim hận này, chút hết tất cả lên Văn Khai cho người đi theo cố tình làm bị thương anh. Mạch Khác chính là anh em cùng cha khác mẹ của Văn Khai, lớn lên từ sự hận thù của mẹ mình. Luôn bị mẹ mình ép buộc phải chiến thắng Văn Khai, nên từ nhỏ anh ta đã xem Văn Khai là kẻ thù không đội trời chung. Anh ta luôn là người đứng phía sau những chuyện bất lợi cho Văn Khai. Giang Phi ngày nào cũng xoay quanh Đồng Vãn, cô ấy mua ly được một tặng một, anh lại nghĩ cô cố tình mua hai ly giống nhau để tặng mình một ly. Anh còn lên Baidu tra về thông tin phụ nữ tặng quà cho nam nhân có ý nghĩa gì. Anh cố tưởng rằng cô ấy đang yêu thầm mình. Đồng Vãn vô tình tìm thấy được tài liệu đứng tên xưởng đồ chơi là của Giang Phỉ, dĩ nhiên cô ấy phải báo lại cho Châu Miên. Châu Miên vừa nghe nghĩ rằng việc năm xưa tất cả là do Giang Phỉ đại diện nhà họ Lục đứng đằng sau. Cô tra hỏi Vân Khai, dù anh trả lời anh tin nhân phẩm của anh họ mình nhưng Châu Miên không tin.
Cô tranh cãi với anh làm kẻ xấu mạch khác phái tới có cơ hội đánh anh bị thương. Cô được anh bảo vệ chỉ bị xây sát tay, nhưng anh bị nặng hơn còn hôn mê chưa tỉnh. Điều này làm Giang Phỉ nổi điên, anh ta thương em họ mình, mắng cho Châu Miên một trận, nói cho cô nghe tình cảnh từ xưa của Văn Khai khi cô biến mất. Văn Khai đau khổ, tổn thương cũng không ít hơn cô. Đến khi cô xuất hiện, anh vui biết bao nhiêu, suốt ngày xoay quanh cô vậy mà cô lại lấy tình yêu làm tiền đề để lợi dụng tổn thương Văn Khai. Cô buồn bã hối hận, lo lắng, ngồi kế bên giường Văn Khai, thủ thỉ tâm sự với anh, mong anh sớm tỉnh lại với mình. Đồng Vãn hẹn Giang Phi ra ngoài hỏi rõ về chuyện xưởng đồ chơi của nhà Châu Miên. Giang Phi đưa bằng chứng chứng thực mình không có xúi giục, cũng không cho người ép tháo dỡ thô bạo. Giấy tờ có chữ ký của cha Châu Miên hẳn hoi, là cha cô đồng ý cho tháo dỡ, nhưng việc bảo vệ kể có đám người lưu manh đến ép tháo dỡ, anh hoàn toàn không biết cũng không liên quan. Lúc này, ở bệnh viện, Văn Khai đã tỉnh lại, anh hứa sẽ không lớn tiếng với cô, sợ hãi cô rời bỏ anh còn hơn là bản thân mình bị thương. Văn Khai kể về xuất thân mạch khác cho cô nghe, từ xưa đến nay mặc dù mẹ mạch khác là vợ cũ của ba anh nhưng do mạch khác được sinh ra sau khi ba anh ly hôn vợ cũ. Cũng là sau khi ba anh tái hôn và đã có anh, nên nhà họ Lục chưa bao giờ đối xử tốt với mẹ con mạch khác. Anh từ trước đã điều tra được, việc bị thương lần này cùng với việc cô bị thương tay 6 năm trước đều không phải là sự cố, mà có liên quan đến mạch khác. Châu Miên không ngờ người mà cô từng xem là em trai ruột lại có tâm địa như thế. Thấy cô lại không vui, anh đành làm nũng dỗ cô vui vẻ. Cô nhớ 6 năm kia, chỉ có mình mạch khác ở bên cô, khuyên cô, an ủi cô cố gắng chiến thắng bản thân. Văn Khai thấy cô vẫn chưa về, còn đắm chìm trong ký ức, anh liền bật ngay chế độ nhõng nhẽo với cô. Đồng Vãn mời Giang Phi đi dùng cơm, anh không ngần ngại kể cô nghe ước mơ của mình, đương tỏ tình, lại bị tiếng ồn làm phiền. Người mạch khác đều đi báo lại với anh ta tình hình của Văn Khai, anh ta nghĩ Văn Khai chỉ là giả bệnh làm trò cho anh ta xem, nên quyết định động tay động chân hại công ty Ngô Tầm. Châu Miên nghe trợ lý báo lại, suy nghĩ lại một chút cô nghi ngờ có công ty khác hại anh, cô nhờ trợ lý của anh để ý tất cả những địa chỉ IP có gì phải báo lại ngay cho cô. Việc này chưa xong việc khác lại đến, công ty Gia Thắng đòi hủy hợp đồng, Châu Miên phải gấp rút lên đường cũng may giám đốc bên đó chịu gặp cô. Nhưng cũng biết được quyết định ngưng hợp tác là do các cấp trên khác của công ty, ông ấy cũng không thể làm gì được, e rằng lần này cô phải trở về tay trắng. Ông ấy còn nói cho cô nghe, công ty thay thế hợp tác chính là Nguyên Chân. Châu Miên để người em người mẫu của mình đến gặp chủ tịch Tống bàn việc hợp tác lô đồ chơi năm xưa theo thiết kế của ba Châu Miên. Ông nội Tống từ chối ngay chờ người em kia ra ngoài, liền quay lại mắng trợ lý của mình sao lại để cho người khác biết Tống Thị từng sản xuất đồ chơi. Ông ta không ngờ những lời ông ta nói đã được ghi âm, người em kia lấy được kết quả liền đem về cho Châu Miên. Ba người đang bàn chuyện làm việc, Văn Khai gọi hỏi thăm Châu Miên, lại bị cậu em kia chọc ghẹo, nói móc mía qua điện thoại, Văn Khai biết thân biết phận đến nhà đón cô về nhà mình. Tối đến, Văn Khai đón cô, cậu em kia nhìn bà chị mình liền nhìn anh có nửa con mắt. Đồng Vãn nhận lời giúp đỡ dùng đồng nghiệp đến gặp Giang Phi nhận lỗi dùng, vì anh đối xử với mình cô rất khác mọi người. Đồng Vãn không ngờ đúng thật là vậy, anh không những không mắng cô còn an ủi cô. Bây giờ so với trước đây, anh đối xử với cô rất khác biệt. Anh còn tặng cho một dây chuyền kim cương hình hoa cỡ bự để phối với đầm dạ hội. Nhìn anh như vẻ thanh niên mới lớn tập yêu, cô đành nhận và cảm ơn anh. Tối đến, Văn Khai đưa Châu Miên đến câu lạc bộ, gặp gỡ đối tác trong lúc cô đi nghe điện thoại, lại có nhỏ khác vào ve vãn chồng cô. Cô làm sao chịu được liền bay đến bảo vệ anh như gà mẹ bảo vệ gà con, cô gái kia còn phải ăn cơm chó, ngồi trơ mắt nhìn vợ chồng nhà họ khoe ân ái. Nhìn thấy ông Tống đưa nhân viên đi vào phòng, Văn Khai và Châu Miên đều muốn điều tra, Châu Miên nôn nóng hơn hết, cô giả làm nhân viên phục vụ vào phòng. Châu Miên lo nghe bọn họ nói chuyện nhập tâm mà suýt không để ý làm chút nữa bị phát hiện, cũng may Văn Khai cho người vào đưa cô ra, không là lộ mất rồi. Văn Khai bắt cô có chồng như anh thì phải tận dụng, không cho cô tìm trợ lý làm gì, cô thuận theo nhờ anh tìm cho mình nhóm luật sư giỏi. Châu Miên đưa anh đi ăn, đến nhà hàng cô dẫn anh vào, cô nói cho anh biết hôm đó mình vô tình nghe được ông Tống sẽ hẹn người ở đây, không ngờ người đó lại là mạch khác. Hai người cách một bức màn nghe được kế hoạch của bọn họ, muốn chiếm lấy gia sản nhà họ Lục. Hai người đang bàn với nhau lại nghe được tin bánh trôi nhỏ vào viện vì ăn phải thứ không sạch sẽ. Văn Khai đang nghi sợ có người cố ý hại đến con trai bọn họ, nhưng người chăm đảm bảo vì do thức ăn là bạn cùng lớp mang đến. Có vẻ như lần này chỉ là vô tình mà thôi. Hai ba con không ở gần thì thôi ở gần một cái là cưng cô lên tận trời, đồng lòng cho cô nằm lên giường bệnh nghỉ ngơi. Làm cô nói cũng không lại, đành tuân thủ mà làm theo. Sau buổi tiệc, Giang Phi uống rượu khá nhiều nên mệt mỏi, Đồng Vãn thực hiện tốt nhiệm vụ của một trợ lý đưa nước giải rượu cho anh ấy, toàn đi. Anh lại như kéo cô ngồi lên đùi mình ôm lấy cô nghe anh nói bảo vệ mình trước mặt mọi người, lại bắt đầu xao xuyến trong lòng cứ thế ngồi yên cho anh ôm. Ông Tống điều tra được người loan truyền tin sản xuất đồ chơi là Châu Miên, ông ta muốn xử lý cô, nhưng mạch khác luôn miệng bảo vệ cô, chỉ trách mỗi Văn Khai, muốn cô thấy bộ mặt thật của Văn Khai.
Mạch khác đau buồn vì Châu Miên rời bỏ mình, một mình uống rượu trong đêm, tự ngẫm bản thân Bạch Nguyệt Quang cũng chỉ là Bạch Nguyệt Quang, anh ta say khướt gọi điện thoại đòi gặp Châu Miên. Lúc này thì Châu Miên cùng Văn Khai đưa bánh trôi nhỏ về nhà, mà dù nếu không việc gì, cô cũng không muốn gặp mặt anh ta. Châu Miên cho người quậy đục nước giới thiết kế, dùng gậy ông đập lưng ông, làm ông Tống kia tức đến bệnh chuyển nặng. Ông ta cũng không vừa, lợi dụng tình hình này mà kêu gọi sự đồng cảm, thương hại của cộng đồng mạng. Văn Khai nghe thấy chuyện cô sắp xếp đâu ra đấy, khen ngợi nịnh nọt cô hết lời, nhờ cô mà Ngô Tầm thay đổi. Cô đòi anh trả công, anh lại cho rằng mình còn quý hơn cả tiền, đưa thân mình trả ơn cho cô. Tống Nhược Nhiên đến gặp Châu Miên bàn điều kiện với cô, việc cô ta có thể làm sẽ giúp Ngô Tầm được chọn. Cô vừa về đã thấy Văn Khai đợi mình sẵn, còn ôm mình vào lòng. Anh sợ cô đói còn chuẩn bị đồ ăn cho cô. Thiệt làm người làm vợ như cô thật ấm lòng mà. Cô kể với anh điều kiện mà Tống Nhược Nhiên đem ra trao đổi chính là xin cô đừng đụng đến ông Tống nữa. Hai người bây giờ việc đầu tiên phải gấp rút xem mục tiêu của công ty bái phỉ với giới thời trang Trung Quốc là như thế nào. Lúc này trợ lý Bàng đi vào đưa dự án đám cưới tập thể cho anh xem. Châu Miên không ngờ Ngô Tầm còn có dự án như thế này, anh hỏi thẳng cô có muốn tham gia cùng mình không, cô đành tìm cớ bỏ chạy. Anh cưng chiều cô vô đối, nên dù cô có kiếm cớ bỏ chạy, anh cũng không trách cô. Châu Miên lo nói chuyện điện thoại với Văn Khai, suýt chút trượt chân ngã cầu thang, Hào Khanh đỡ được cô, lại đòi cô báo đáp muốn cô buông tay để Tống Thị trúng thầu trong dự án hợp tác với bái phỉ. Châu Miên ngược lại lại khuyên Hào Khanh đừng dính vô hai con người như ông Tống và Mạch khác. Nhưng cô không ngờ rằng cô gái trước mặt cô đây lại là người được nhà họ Mạch hỗ trợ từ nhỏ, từ việc học đến lớn lên cô ấy đều làm việc cho nhà họ Mạch. Mãi trò chuyện hai người vô tình bị nhốt cùng nhau trong thư viện. Châu Miên văn võ song toàn nhưng trong đây lại có rán làm cô sợ quắn quéo. Hào Khanh cũng sợ nhưng cố chấp muốn thắng cô nên ra tay nghĩa hiệp bắt rán cho cô xem. Mạch khác để Hào Khanh đến cảnh cáo Châu Miên về con người Văn Khai, nhưng cô lại luôn miệng tin Văn Khai làm Mạch khác điên tiết, anh ta chỉ muốn bảo vệ cô vậy mà cô lại không cần. Châu Miên cùng đội ngũ của Ngô Tầm bàn bạc cách làm sao để kỳ này thắng Tống Thị trong việc hợp tác với bái phỉ, hộp từ công ty về đến nhà. Văn Khai chờ đến 2 giờ sáng cô vẫn chưa xong. Hết cách anh liền mang trái cây cho lên thể hiện thái độ muốn đuổi khéo Tâm Tâm và Hoa Trì. Vừa thấy cô hở một chút là che lại cho cô, làm cô ngại đến mức phải dắt anh đi dỗ ngủ cho bằng được. Cô mắng anh không cho anh phá cô nữa, một đêm mà đi ra đi vô đến 3 lần, không mang đồ ăn nhẹ thì mang hoa quả, cô không thể tập trung gì nổi. Đến gần sáng, cô mới xong việc, anh cuối cùng cũng chờ được đưa cô vào phòng ngủ, nhưng mới ngủ chưa được mấy tiếng, cô lại trở ra làm việc. Anh thật sự sợ sự cuồng việc của vợ mình. Châu Miên nhìn thấy tình hình không ổn nên dọn về nhà mình đến khi bản thảo hoàn thành xong sẽ quay về. Văn Khai và bánh trôi nhỏ đều không muốn đi, hứa sẽ không làm phiền cô. Nhất là Văn Khai, Hoa Tâm đến giúp cô, lại bị anh cho ở ngoài đường. Hoa Tâm cũng không vừa nói bóng nói gió nào là không ủng hộ sự nghiệp của nhau, nào là không tôn trọng vợ. Anh sợ cô tức giận theo lời của Hoa Tâm, đành để cô đi về nhà cô, không dám níu kéo nữa. Tâm Tâm và Hoa Tâm luôn miệng tranh cãi nhau, làm Đỗng Vãn cũng phải can ngăn, cô phục vụ nấu ăn cho ba người họ thiết kế. Châu Miên nhìn bà chị mình mệt mỏi, khuyên cô ấy về nghỉ ngơi. Nhưng Văn Khai đã nhờ cậy Đồng Vãn đến chăm sóc cô vợ mình, nên Đồng Vãn không thể cứ thế mà bỏ được. Châu Miên đành khuyên một hồi Đồng Vãn mới chịu về. Được một lúc, Mạch khác lại nhắn tin cho cô, bảo cô anh ta đang đứng ngoài cửa hỏi cô có muốn xem pháo hoa không. Châu Miên đắn đo, cuối cùng cũng ra ngoài gặp anh ta. Anh ta mang đến pháo hoa cầm tay, làm cô nhớ lại một ngày trong 6 năm kia, anh ta mang đến hình ảnh của bánh trôi nhỏ cho cô, còn dùng pháo hoa dỗ cô vui vẻ. Nhưng cũng đã đến lúc lật mặt nhau rồi, cô nói mà Mạch khách không còn đường để chối. Sẵn anh ta nhắc lại chuyện năm xưa, cô cũng nói anh ta biết mình không phải con rối, mà không biết anh ta đơn phương làm quá nhiều chuyện. Nói cho cô nghe xưởng đồ chơi đứng tên nhà họ Lục để cô căm hận người mình yêu, giam cô ở nơi chỉ một mình. Cấm hết tất cả tin tức tiếp cận cô, làm cho cô không biết được Vân Khai đã đăng rất nhiều thông tin tìm kiếm, còn nhiều chuyện nữa. Là cô quá ngây thơ hay tại anh ta quá cao tay mà cô không nhận ra từ sớm. Anh ta lợi dụng là do bản thân bị say, còn tự làm bản thân bị thương chảy máu, cô đành phải vào lấy hộp thuốc, anh ta liền tranh thủ chụp hết tất cả bản thiết kế của cô. Sau đó quay lại chỗ ngồi giả vờ như không có chuyện gì, anh ta đâu biết rằng cô cố tình để bản thiết kế ở đó để xem anh có còn làm cô thất vọng nữa hay không. Ông Tống la mắng cháu gái mình, độc quyền, tự kiêu, dù Nhược Nhiên khuyên thế nào ông ta cũng không nghe. Mạch khác đến nói với ông ta Châu Miên kể cho anh ta nghe Ngô Tầm làm về đồ sứ Trung Quốc. Anh ta quyết định cướp thiết kế của Châu Miên đem về làm thiết kế của mình để Ngô Tầm thất bại, tố Ngô Tầm sao chép. Mặc cho Hào Khanh ngăn cản, nhưng anh ta đắm chìm trong hận thù làm sao chịu nghe ai khuyên. Hào Khanh vì việc trả ơn mới làm đến bây giờ thấy không thể làm tiếp được nữa không cùng lý tưởng, cô ấy không muốn anh ta kéo mình theo, cô ấy kiên quyết từ chức giám đốc của Nguyên Chân. Công ty của Tống gia đã công khai thiết kế và chủ đề trước, dĩ nhiên đó chính là chủ đề của Ngô Tầm, còn hai bản hình chụp thiết kế chính là văn vật mà Châu Miên đã sưu tầm được.
Lẽ dĩ nhiên cô và đội ngũ thiết kế của mình phải đổi phương án, nhưng cô có vẻ như cũng đã biết ngày này rồi cũng đến. Văn Khai vừa đi gặp Giang Phi đã bị anh ấy hối thúc về nhà họ Lục, giúp anh ấy thoát khỏi càng nhanh càng tốt. Nhưng Văn Khai chả thèm để ý mà cứ khoe ân ái, vợ vừa nhắn là Văn Khai đòi đi. Giang Phi không cho anh đi, kéo qua kéo lại ly nước đổ lên quần anh, mà ngay tam giác mới chết. Văn Khai bắt Giang Phi lau khô cho mình, đau đến đoạn tam giác, thì Đồng Vãn vào nhìn thấy, sợ Đồng Vãn hiểu lầm, Giang Phi lật đật đứng lên giải thích đủ kiểu. Giang Phi đang bình thản tưới cây trong văn phòng lại nghe ồn ào bên ngoài. Anh đi ra đã thấy nhân viên các phòng tụ lại một chỗ, ủng hộ nhiệt liệt cho ai đó đang cầu hôn. Anh đi đến gần lại thấy có người đàn ông khác cầu hôn Đồng Vãn của anh. Anh dùng chức vụ sếp mắng nhân viên trở về làm việc, đứng trước mặt mọi người nói cô là người của anh, không cho người đàn ông kia làm loạn. Đồng Vãn thực ra cũng thích Giang Phi nhưng làm sao cô cũng không tỏ tình trước, nên cũng cật lực từ chối người đàn ông. Người đàn ông kia tức xỉu lên xỉu xuống, tưởng mình bị Đồng Vãn đùa giỡn. Đồng Vãn biết Giang Phi bực tức nên vào văn phòng dỗ dành anh, nhưng anh lại cứ mập mờ không dám tỏ tình với cô lại được thế chọc ghẹo làm anh tức nghẹn gấp đôi. Vân Khai hẹn Vương Cương ra ngoài cảnh cáo anh ta, không cho anh ta được lợi dụng Ngô Tầm mà ăn hối lộ. Châu Miên ở nhà canh con mà lo lắng cho anh, nhắn tin hỏi thăm anh, khỏi nói anh như được nếm mật ngọt. Đi trên đường, Vân Khai thấy có hai cô gái vừa đi vừa ăn gà rán, anh nhớ ngay cô vợ bé bỏng nhà mình cũng thích ăn. Trước đây, cô còn dám chọc ghẹo lừa cả anh chỉ để được ăn gà rán vào buổi tối. Anh đến hỏi thăm đường để đi đến chỗ bán gà rán. Hai cô gái nhìn thấy anh chàng đẹp trai liền nhiệt tình chỉ đường còn đòi kết bạn WeChat. Ai ngờ hai cô gặp ngay thanh niên cứng, trên đầu là vợ, trong tim là vợ, chỗ nào cũng là của vợ, đưa luôn nhẫn cưới cho hai cô coi. Khỏi phải nói hai cô nhìn anh chàng đẹp trai vậy mà đã có chủ tiếc nuối vô cùng. Anh chú tâm xếp hàng mua gà rán về cho vợ, đến nỗi người anh em Giang Phi gọi anh nhờ anh giúp tư vấn chuyện tình cảm, anh cũng chẳng thèm quan tâm, từ chối ngay và luôn. Chồng ngoan như thế dĩ nhiên phải được thưởng rồi. Kết quả sáng hôm sau Châu Miên đi theo Đồng Vãn tập thể dục buổi sáng mà tập dưỡng sinh thôi cũng không nổi. Hôm nay là sinh nhật của Giang Phi, Đồng Vãn âm thầm đem bánh kem chúc mừng cho anh. Nhưng anh lại kể cho cô nghe sinh nhật là một ký ức nữa không tốt của anh với mẹ nhưng bây giờ người bên anh là cô. Anh cảm ơn cô đã chúc mừng sinh nhật mình, anh ôm cô, hôn vào tóc cô được thế bắt anh chịu trách nhiệm hẹn hò với cô. Hai người ngầm hiểu đã thổ lộ với đối phương, ôm lấy nhau có một buổi tối sinh nhật thật đáng nhớ. Luật sư thông báo có chứng cứ mới, Tống Nhược Nhiên cố tình đưa bánh trôi nhỏ đi, làm Châu Miên lo sốt vó. Nhưng cô ta chỉ để cô biết nỗi lo cho người nhà, chứ không làm hại bánh trôi nhỏ. Tống Nhược Nhiên một lần nữa muốn cô thỏa hiệp buông tha cho ông nội Tống, nhưng dù nói thế nào Châu Miên cũng không chấp nhận. Bánh trôi nhỏ tỉnh dậy được Châu Miên đưa về nhà, đứng chịu phạt với ba mình. Bánh trôi nhỏ lanh lợi chỉ thừa nhận mình có lỗi vì đã để ba làm quen với các chị các cô, như cô Tống. Vừa thừa nhận lỗi xong, liền nhào vào lòng mẹ làm nũng. Quay qua đòi ba mình cũng phải biết nhận lỗi. Văn Khai làm sao chịu yếu thế, dặn dạy cậu bé không được đi với ai ngoài ba mẹ và chú thím Lưu Thương trông coi bé. Bé vừa dạ là bị quăng qua một bên, anh tranh thủ ôm lấy vợ mình. Nhưng có vẻ ngoài con trai ra, vợ anh còn bị công việc thu hút, sáng sớm đã bỏ bê anh mà chạy đi làm việc. Anh cũng hết cách phải chạy theo đến công ty để canh chừng vợ. Cô mải mê làm việc, anh đem trái cây đến tận bàn còn chăm chỉ đút nho cho cô ăn. Muốn nắm tay cũng không được, nhìn cô làm việc nhưng lại vô tình làm cô hiểu lầm anh thích ngắm gái xinh. Bị cô trêu ghẹo, làm anh tưởng thật, giải thích đến toát cả mồ hôi. Có người gây khó dễ làm công ty Ngô Tầm không tìm được những người mẫu có tên tuổi và có thực lực. Châu Miên vừa nhìn là biết ai làm, bây giờ cô phải nghĩ cách kiếm người mẫu ngay và liền vì ngày hội thi livestream sắp gần kề. Buổi biểu diễn ngày thi livestream sắp bắt đầu, ai nấy tất bật chuẩn bị, công ty Ngô Tầm cũng không ngoại lệ. Châu Miên cùng đồng đội của mình chuẩn bị đồ cho các người mẫu, nhưng bên công ty đối thủ làm gì để yên. Chúng cố tình dàn cảnh đụng xe, còn chọc thủng cả lốp xe dao giày làm giày không thể đến kịp cho người mẫu. Châu Miên đau cả đầu suy nghĩ tìm cách. Phần thi của công ty cũng đã tới, Tống Nhược Nhiên bất ngờ vì sao có thể kiếm được người mẫu còn cả giày lại có thể hài hòa đến thế. Ngay cả người mẫu phi giới tính Hoa Tâm cũng có mặt. Châu Miên còn tự tin, sử dụng kiến thức và ngôn từ của mình thuyết phục được từ giám khảo đến người xem. Cô không những giỏi về thiết kế mà kiến thức cô có cũng đủ chiến với nhà họ Tống kia. Còn đưa được vấn đề phụ nữ quan tâm đến vóc dáng mình thì đúng là làm dấy lên ngọn lửa nóng trong cộng đồng. Khỏi phải nói nhìn mặt Văn Khai có bao nhiêu hãnh diện vì cô vợ giỏi giang của mình, nhà thiết kế bên Tống Thị đành im như thóc trước sự uyên bác của cô. Dĩ nhiên kết quả Ngô Tầm của Văn Khai chiến thắng tuyệt đối. Khỏi phải nói Nhược Nhiên có bao nhiêu tức giận, cô ta đại diện cho bên Bái Phỉ, nhưng cứ lần lượt kéo dài thời gian ký hợp đồng với Ngô Tầm. Cô ta còn cố tình trêu chọc cô không phải nhà thiết kế như heo sinh mà chỉ là một nhân vật streamer mà thôi. Châu Miên giao cho Hoa Tâm điều tra giúp mình người trợ lý bên cạnh Nhược Nhiên, Khương Ninh, cô cảm giác cô ta có vấn đề. Văn Khai cũng đến gặp Nhược Nhiên, anh mong chuyện giữa anh và cô ta nên chỉ dừng lại ở hai người, không nên vì anh mà làm khó dễ Châu Miên.
Nhưng mà nào ngờ Nhược Nhiên mắng anh là cái thá gì, chỉ vì hại ông cô ta mới muốn chĩa họng súng vào Châu Miên. Văn Khai bị mắng, liền chạy về ôm vợ cầu an ủi. Anh nói nỗi lo lắng của mình với Châu Miên, anh sợ nếu bệnh tình của ông nội Tống có vấn đề gì, Nhược Nhiên sẽ bất chấp kích động lên làm điều tổn hại tới Châu Miên. Có người đàn ông đến gặp Giang Phi cầu xin anh ấy giúp đỡ, nhưng Giang Phi không nói nửa lời gọi bảo vệ lôi người đàn ông đó ra ngoài. Giang Phi cùng Đồng Vãn dạo này tình trạng ý thiếp, có gì anh cũng lo cho Đồng Vãn trước. Giang Phi nói chuyện này lại cho Văn Khai, thì ra người đàn ông kia chỉ là một thanh niên tự lập nghiệp sau đó phá sản, anh ta đã từng tốt nghiệp đại học thiết kế Giang Bắc, Lưu Trị Minh. Văn Khai xin lấy tài liệu của Lưu Trị Minh, đưa về cho vợ mình, anh nghĩ đây cũng là một manh mối mới. Nhân viên công ty ít ai biết mối quan hệ của Văn Khai và Giang Phi nên còn đang bận rộn ship CP cho Giang Tổng và Lục Tổng. Thư ký và nhân viên vừa thấy Văn Khai đến thăm Giang Phi đã nhắn tin đầy trong group riêng, đẩy thuyền một cách kịch liệt, hai nhân vật chính mà biết không biết sẽ sắc mặt thế nào. Văn Khai sau khi báo tin cho vợ mình về Lục Trị Minh, liền hẹn ra gặp riêng. Anh biết được người này chính là học trò ưu tú của ba Châu Miên khi xưa, bây giờ anh ta ra lập nghiệp. Xui xẻo hay do đồ chơi anh ta thiết kế ra liên tiếp có vấn đề, làm ăn lỗ vốn, còn nợ nần chồng chất. Văn Khai lấy lý do muốn giúp đỡ, mua lại cổ phần công ty anh ta, giúp đỡ anh ta, cốt yếu cũng muốn tìm hiểu rõ chuyện năm xưa. Năm xưa, Lục Trị Minh chỉ là một nhà nghèo khó, chưa được như bây giờ, không có lý do gì ba Châu Miên lại mang tiếng lấy cắp thiết kế của học trò chưa có kinh nghiệm như anh ta. Anh ta bây giờ khốn cùng rồi, anh ta tự nhận công ty bây giờ anh ta có được là từ những đồng tiền bán lương tâm của anh ta bao năm qua. Trong khi ba Châu Miên, thầy của Nata năm xưa không ngừng giúp đỡ, khích lệ anh ta, vậy mà anh ta mất nhân tính đi hại cả thầy mình. Anh ta đã nói ra người lợi dụng anh ta để hại ba Châu Miên chính là Mạch Khác. Hoa Tâm đưa tài liệu và vé cho Châu Miên và Tâm Tâm đi tham dự triển lãm. Cậu ấy tưởng chị mình dẫn mình đi nhưng nào ngờ lại không được, giận dỗi một hơi làm Châu Miên phải dỗ dành cậu ấy mới chịu ở yên. Châu Miên đến tham dự sự kiện, Tống Nhược Nhiên cố tình làm xấu mặt cô, đem chuyện lúc trước cô lấy thân phận heo sinh làm xấu mặt cô trước báo giới. Châu Miên đâu phải quả hồng mềm nữa, cô tố ngược Nhược Nhiên ăn cắp tác phẩm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, người thực sự của bộ thiết kế đang triển lãm chính là trợ lý Khương Ninh của cô ta. Cô và Tâm Tâm còn đưa được bằng chứng Khương Ninh chính là học viên tốt nghiệp trường thiết kế danh tiếng. Nhược Nhiên dùng thân phận và bối cảnh của Tống Thị chèn ép cô ấy, còn lấy luôn thiết kế của cô ấy thành của mình. Trước khi có kết cục này, Châu Miên đã gặp trước Khương Ninh, khuyên cô ấy không nên nhu nhược, người có tài ắt sẽ có nơi phát triển, tiền đồ sáng lạng. Vì thế sau khi Châu Miên tố cáo Nhược Nhiên, cô ấy cũng chịu thừa nhận việc Nhược Nhiên làm với mình. Lục Trị Minh còn kể cho Văn Khai nghe chuyện anh ta sau khi hại thầy mình về làm cho Tống Thị, nhưng do một thời gian sau, có người nói đồ chơi Tống Thị sản xuất giống với một xưởng nhỏ nào đó, Tống Thị sợ chuyện bại lộ nên không đầu tư vào đồ chơi, từ đó anh ta cũng lao đao thất sở. Nhược Nhiên xấu hổ, kiếm một chỗ để khóc, cô ta bị tố cáo trước mặt mọi người gần như mất hết mặt mũi. Trợ lý của ông nội Tống cũng lười nói cô ta, nhưng ông nội Tống đã có lệnh nên đưa cô ta về gặp mặt ông Tống. Nhược Nhiên biết trốn không thoát, cầm hoa đến bệnh viện gặp ông nội Tống, chuẩn bị tinh thần bị ông chửi bới. Ông nội Tống nằm viện cũng không bớt nóng, ông ta mắng nhiếc Nhược Nhiên làm xấu mặt Tống ra, bảo cô thành công thì ít, nhưng thất bại thì có thừa, mắng cô ta xui xẻo đuổi đi. Ông ta nhẫn tâm ném ly vào người cháu gái mình, thậm chí cô ta bị té ngã, mảnh vỡ thủy tinh cứa vào tay chảy máu cũng chẳng thèm quan tâm. Mạch Khác đến bệnh viện gặp ông ta, nhìn tình hình cũng đoán được đại khái. Vừa toan ra về, đã nhận được tin nhắn của chị Minh, báo sẽ đi nhận tội với cảnh sát về chuyện năm xưa. Giờ đây anh ta cần phải gấp rút chuẩn bị đồ và vé máy bay để ra sân bay hòng trốn tội. Trong khi đó, búa rìu dư luận đang đổ ập vào Tống Thị, Tống Nhược Nhiên giận quá hóa điên, lấy điện thoại của Khương Ninh hẹn Châu Miên ra ngoài gặp riêng. Mạch Khác trên đường bỏ trốn, nhớ đến Châu Miên, gọi điện thoại cho cô. Cô lại tưởng là Văn Khai nên nhận cuộc gọi thông báo mình đang ở đâu, cho người đến giúp, vì nãy giờ đi hoài nhưng cô vẫn không thấy ai. Mạch Khác nghĩ rằng gọi cuộc gọi này chỉ để thông báo và chia tay cô. Nhưng nghe được cô ở vị trí mà trước đó Nhược Nhiên đã báo tìm kiếm. Biết cô sẽ gặp nguy hiểm, anh ta mặc kệ hộ chiếu mặc kệ phải bỏ trốn, chạy đến cứu cô. Châu Miên đi mãi vẫn không thấy người, tâm lý vô cùng bất an. Lúc này Nhược Nhiên từ xa đã nhìn thấy chuẩn bị lái xe đến đụng chết Châu Miên. Mạch Khác lao lên xe kịp thời, xe chạy, hai người giằng co qua lại trên xe, cô ta đã nổi điên chỉ muốn đụng chết cô, Mạch Khác thì không thể để chuyện đó xảy ra. Khi xe đến gần đến Châu Miên, anh ta dùng hết sức kéo tay lái, làm xe đụng vào những bệ chắn đường, hai người trên gục tại chỗ. Châu Miên hoảng hồn, biết Mạch Khác cứu mình, cô chạy đến dùng hết sức đưa Mạch Khác ra ngoài, anh ta đầu đầy máu, trong cơn mơ màng. Anh ta được nhìn thấy Châu Miên, anh ta xin lỗi cô vì bao nhiêu chuyện anh ta đã làm gây tổn thương đến cô, anh ta hối hận. Anh ta trân quý những ngày giờ trong 6 năm ở cùng cô, có lẽ đó là những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh ta. Đến khi cảnh sát và xe cứu thương đến, đưa người bị thương đi, cô gần như gục ngã, cô sợ hãi ôm lấy thân mình,
Văn Khai vừa đến chạy đến bên vợ yêu mà dỗ dành an ủi cô. Sau đó một thời gian, mọi chuyện gần như đã ổn định trở lại, Khương Ninh đầu quân cho Ngô Tầm cũng làm việc được thời gian. Cô ấy cũng đã có gia đình hạnh phúc còn đang mang thai, nhưng cô ấy sợ kỳ thai sản ảnh hưởng đến việc làm, nếu ở Bái Phỉ thì cô ấy đã bị khai trừ. Nhưng Châu Miên là người sếp không bao giờ sa thải nhân viên vì lý do tổ lô đó, cô chúc mừng Khương Ninh. Công việc gia đình đều mỹ mãn, hứa với cô ấy sau khi thai sản xong vẫn có thể quay về làm việc bình thường. Văn Khai cùng Châu Miên đi gặp đối tác, cô cuồng công việc xử lý mọi chuyện đâu vào đấy cho anh, còn không cho anh nói tiếng nào. Khi về anh tưởng cô còn muốn hẹn hò với mình, nhưng để anh mừng hụt rồi, cô chẳng qua dắt anh đến bữa tiệc có đối tác khi nãy mà họ đã từ chối. Tình cờ ở đây, Châu Miên cũng đã gặp Hào Khanh, hai người nói chuyện với nhau, đương nói thì váy của Châu Miên bị ướt. Hoa Tâm được dịp gẹo gan Văn Khai, đến lau chỗ bị ướt cho cô còn giới thiệu, Châu Miên là bà chủ của King Studio, chủ của xưởng búp bê hàng đầu thế giới. Đối tác bên kia thấy thân phận lớn và đầy tiềm năng của Châu Miên, liền đến nhận lời hợp tác với Văn Khai. Văn Khai và Châu Miên xong việc, lại mùi mẫn với nhau, khỏi phải nói Hoa Tâm và Hào Khanh nhìn ganh tị đến cỡ nào. Việc Văn Khai và Châu Miên muốn làm cũng đã xong, bây giờ Giang Phi đã có thể yên tâm rút khỏi công ty họ Lục, muốn làm gì thì làm đó. Bây giờ bên cạnh anh ấy còn có cả Đồng Vãn, hai người chính thức về chung một nhà, anh phụ giúp cô làm việc nhà, ngồi thiền, làm gì cũng có nhau. Đồng Vãn dẫn anh người yêu đi massage thư giãn, Giang Phi là lần đầu tiên hưởng thụ đúng là phê như con tê, massage xong một cái như muốn lấy mạng anh. Hai người ân ái, hôn nhau đầy hạnh phúc. Văn Khai và Châu Miên đi đến tiệm hoa trước đây bánh trôi nhỏ từng thấy cô, anh vừa nghe đã chạy đến đây chờ cả ngày trời. Hai người mua hoa đến viếng ba mẹ cô. Ông chủ tiệm hoa biết cô là vợ anh, đã khen cô có phúc, cưới được một người cực phẩm như anh làm chồng, đã đẹp trai còn thương vợ, còn hiếu thảo với ba mẹ, đúng là không ai sánh bằng. Thì ra trong 6 năm kia, anh đều đi viếng mộ ba mẹ cô thay cô, những ngày nào anh quá nhớ cô. Nhớ đến phát điên anh lại mang hoa đến trước mộ ba mẹ cô ngồi dọn cỏ trồng hoa, vì vậy mà mộ ba mẹ cô qua bao năm tháng không có lấy một cọng cỏ dại. Hai người đi viếng về là đi thử ngay áo cưới, nhìn vợ mặc áo cưới hở trước hở sau là anh bắt đầu bật chủ quyền. Chê tới chê lui cái váy, còn may là vẫn biết khen vợ đẹp, đến bộ kín từ kín xuống anh mới thôi không chê, mà chỉ có nhìn cô với vẻ si mê. Anh nói với cô muốn tổ chức lễ cưới ở khách sạn St. Regis, đó là một khách sạn trước đây có vị Vương Phi tổ chức lễ cưới. Vô cùng sang trọng và lộng lẫy, nhưng cô lại không muốn quá phô trương, thế là người chồng nào đó lại giận dỗi, không thèm nghe cô giải thích. Cô biết anh thương mình, muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho cô, nhưng cô không muốn quá lãng phí và phô trương, cô năn nỉ hết lời, vậy mà anh vẫn giận, cô còn chạy xe theo anh, năn nỉ anh lên xe. Cô nói hoài mà anh không nghe, đành bảo anh muốn phô trương vậy cho anh quảng cáo đám cưới lên một công trình kiến trúc nào đó 24/7 luôn cho rồi. Anh vừa nghe lại thấy ý kiến hay liền đồng ý lên xe, bắt đầu chuyển chế độ làm nũng. Anh thật ra chỉ muốn bù đắp cho cô một phần nào, năm xưa, anh để cô đối diện với đám cưới một mình, còn để xảy ra chuyện đáng tiếc kia, trong lòng đó luôn là điều nuối tiếc không bao giờ phai. Cô hiểu anh, cô không muốn anh tự trách bản thân, đành hôn hôn ôm ôm vỗ về ông chồng thích nhõng nhẽo này. Châu Miên đến thăm Nhược Nhiên bên trong tù, cô bằng lòng tha thứ cho cô ấy không ngờ sau bao nhiêu chuyện mình đã làm. Người đầu tiên và duy nhất thăm mình lại là Châu Miên, cô ấy cảm thấy vô cùng hối hận và rơi những giọt nước nhận lỗi muộn màng. Văn Khai quyết định đưa Châu Miên về nhà họ Lục ra mắt ba mẹ anh từ trước đã không thích cô. Vì môn đăng hộ đối mà không thích ra mặt, Văn Khai cũng không nể nang cứ chống đối ba mình liên tục. Bữa cơm có vẻ ăn cũng không yên, ba mẹ anh cứ lo lắng cô lợi dụng anh, bắt anh chọn vợ theo ý của ba mẹ. Văn Khai chịu hết nổi cách đối xử ba mẹ, còn sự lạnh lùng của ba mẹ dành cho vợ của anh. Khi tranh cãi đang nảy lửa, thì Châu Miên lại phì cười, làm ai nấy ngơ ngác. Châu Miên nhận ra mình hơi thất thố trước người lớn, nên xin lỗi chẳng qua đã lâu cô không nghe ai gọi mình là cô bé. Cô tự tin nói công việc mình đang làm đủ nuôi sống bản thân không cần dựa vào Văn Khai. Ngay cả việc Văn Khai không có ý định thừa kế gia sản và cô cũng không đụng đến tiền tài sản của nhà họ Lục, ba mẹ anh mới hòa hoãn đôi chút. Cô kể cho hai vị lớn tuổi này nghe ngày lần đầu cô và anh quen nhau, mẹ anh cũng không ngờ tiền sinh hoạt phí của anh không ít, vậy mà anh lại tiết kiệm từng đồng. Thẻ cơm sinh viên mà hai người còn dùng chung, vì vậy thời điểm ấy cô không hề biết anh là con nhà giàu, họ đến với nhau bằng sự chân thành. Ba mẹ anh cuối cùng cũng tin, còn hỏi thăm lễ cưới đã chuẩn bị đến đâu, ba anh còn đưa cho cô món quà cưới của nhà họ Lục. Không những một bộ trang sức ngọc thạch còn thêm cả bộ kim cương khi nãy ông còn đưa ý định tổ chức tiệc cưới ở khách sạn Regis. Cô không ngờ di truyền là có thật, con trai và ba thích phô trương y chang nhau. Cuối cùng, cô và anh đã có sự ủng hộ của ba mẹ Lục, hai người lần này đã có thể có một đám cưới tổ chức ở một nhà thờ nhỏ. Sau bao nhiêu khó khăn, họ đã nhận ra sự quan trọng và tin tưởng tình yêu của đối phương. Cô dâu chú rể hạnh phúc bên nhau từ đây và mãi về sau.